Cháu đây xin giới thiệu với tất cả mọi người những ứng cử viên của King and Queen of the Night. Hai vị giám khảo bí mật của tối đêm nay đã cùng lựa chọn để tìm ra những con người trên đây. Và ngôi vị King and Queen mỗi người chúng ta chỉ có một. Và ngay giây phút này, ba giám khảo của chúng ta sẽ phải làm việc lại một lần nữa để chúng ta chọn ra ai là King and Queen of the Night. Tất cả mọi người ở đây, xin mời mọi người cùng tham gia một sàn catwalk dành riêng cho tất cả mọi người. Music please, and now there's gonna be a catwalk show. Please, pay attention. Way. So can you please? One by one, lady first. Over there, okay, lady first. Just... Just show the team how beautiful you are. The next one, please. Và bây giờ, hai giám khảo bí mật của chúng ta, những người đã đi dán cái sticker lên mọi người, hai giám khảo bí mật sẽ lộ diện. Chúng tôi xin được phép giới thiệu Miss Thủy and Justin. Please come. Ngay bây giờ, Miss Thủy and Justin sẽ chọn ra King and Queen of the Night. Vâng, và ngay bây giờ đây chúng ta chỉ có hai chiếc vương miện dành cho King and Queen of the Night. Thủy and Justin sẽ giúp chúng ta chọn ra King and Queen of the Night. Queen. Our judges, so can you please pin his verse and choose the king of the queen of the night. Yes. And hand them the beautiful crown. Thủy sẽ chọn ra king of the night and just us will select the... Okay, cool. So we count down 3, 2, and 1. And just us and Thủy will select the winner. Mời mọi người cùng đếm ạ. 3, 2, 1. Xin mời Thủy and just us. Chúng ta cùng hồi hộp chờ xem. Quay mặt lại rồi, quay mặt lại.
ngay bây giờ. Just Us and Thủy will select the winner of King and Queen of the Night. Please stand. No, I don't want you to say anything. Just give. Just come and give. We have a short interview with you. How do you feel now, Queen of the Night? Very hot in this cake. And so the king of the night. I'd just like to thank Charlie. Yeah. Can you please make a last catwalk with your beautiful king and queen costume? Thank you. Congratulations.